Em thì cũng không có cần phải hiền gì, nhưng mà đừng có kiểu như quá dữ á, kiểu như trong thời gian quen có thể là cãi nhau này kia cũng có. Ừ. Em bạn nữ đừng đánh, kiểu như là đánh đập á, Trời cái đó ơi, em cũng hơi sợ điều đó. thấy thương không? Nói Bây chung giờ là hai đứa hợp với nhau đó. ông qua ông chỉ hỏi con câu một thôi, con có quýnh người hay Quýnh người không? ta không? Dạ lâu lâu có. Chết mồ. Nhưng mà con biết massage, giờ con quýnh xong con massage được không? Không được đâu, lúc đó quýnh Nó ta vẫn là đang vẫn đau massage. rồi, nó vẫn bị đau rồi. Nó Vẫn đau bị rồi đau được chứ. rồi, không có đánh. Sao vậy? Không không có được đánh. Dạ, để con thu liễm lại. Trời. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. Đây, chào trai. À, bây giờ mình giới thiệu về mình xí nè. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, Chào chào con. mọi người và chào bạn nam bên kia. Con tên là Phan Võ Thu Nga, con sinh năm 97, hiện con đang là học viên cao học ở trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, quê con ở Long An ạ. Rồi, mời chàng trai. Dạ, em tên là Thanh Giàu, em đến từ Tiền Giang, hôm nay em 23 tuổi. Ủa, em đang làm gì cưng? Dạ, em đang làm bác sĩ thú y chị. Cô giờ cô xách mấy con chó cô Không nhiều có, lắm. chút xíu phải lấy số điện thoại liền. Dạ. Nhà bị nhà bốn chó. Em gái có bên kia có nuôi thú cưng không? Dạ, ở nhà dưới quê con có nuôi một con chó nhưng mà nó mới mất. Nếu mà bạn trai có về nhà em thì có thể gửi cho em con mới. Rồi bây giờ mình nói một chút xíu về cái ưu điểm cũng như là khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, con cảm thấy ưu điểm của con là con rất là năng động, thích thể thao, con có thể hát với lại rap. Xíu nha, xíu hát nha. Còn điểm yếu của con á thì con hay đản trí, với lại con hay đề cao niềm yêu thích của bản thân á. Một khi con vui thích rồi con cũng ít nghĩ tới người khác nữa. Miễn mình thích là được đúng không? Dạ. Đây, mời bạn trai. Ưu điểm của em là cũng như hòa đồng với mọi người, vui vẻ. Nhược điểm của em là cũng như hơi nhát gái một chút. Còn trẻ Dạ. Dạ. mà nhát nhát, Dạ, lớn xíu là nó quen hết có nhát à ha. Có mấy mối tình rồi? dạ một quen cũng được một năm, gần năm. Rồi sao chia tay? Cho bạn đó có người khác. Rồi cho qua luôn bên kia. Dạ, thực ra là con có hai mối tình rồi. Một mối tình là hồi lúc mà con còn là học cấp 3. Còn một mối tình là lúc con học đại học. Con quen được một năm mấy, gần 2 năm ấy. Xong rồi con chia tay tại vì con thấy là chuyện đó nó không khiến bản thân con tiến bộ lên. Bạn đó hay đưa rước con hay làm giùm mọi thứ giùm con á. Nên là con thấy con không có tiến bộ được trong mối quan hệ đó. Ok, như vậy là con chia tay được bao lâu rồi? Dạ con chia tay chắc được hơn một năm mấy rồi đó. Ừ. Bây giờ nhà trai cho biết là mà mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng không có cần phải hiền gì, nhưng mà đừng có kiểu như quá dữ á, kiểu như trong thời gian quen có thể là cãi nhau này kia cũng có. Ừ. Em bạn nữ đừng đánh, kiểu như là đánh đập á, Trời cái đó ơi, em cũng hơi sợ điều đó. thấy thương không? Cái Em đó tưởng tượng một người phụ nữ mà đứng đánh một người đàn ông có thấy nó kỳ cục lắm luôn, mà ngược lại đàn ông đánh phụ nữ cũng quá kỳ cục. Cho nên là giữa hai người đều không cho đối phương được quyền đánh mình, ngoại trừ cha mẹ đánh mình thôi. thì em ví dụ như các bạn đó đánh mình rồi mình bỏ đi cũng đâu được chị. Ủa, bỏ đi được hoặc là mình giữ tay bạn nó lại, hay là em đánh lại người ta rồi em sợ hay Không có sao? chị, cũng có giữ tay mà giữ tay lại Không, cũng không. thấy cũng kỳ quá. Có gì đâu kỳ, giữ cái tay lại không cho gọi là bạo hành bạo loạn, Thấy thương như sao không có luôn được. thiệt. Nó bằng tuổi Trê Phi, bởi vì tôi nuôi là mong là Trê Phi con tôi nó coi cái số này. Trê Phi là con trai của cô Dạ. bằng tuổi cưng. Nếu mà con có coi á, thì con nhớ nha, con không được để cho bạn gái đánh con, mà ngược lại không bao giờ con được đánh bạn gái, nhớ chưa? Dì kỹ thương quá, để cho đánh vài cái cho vui. Không có vui đâu, đau. Ê, hai đứa mình làm xui đi. Thật không? Thiệt được. Gái tôi quýnh phì Thôi về nghỉ đi. Về ngoại hình thì sao? Chỉ cần đừng có cao quá, tầm dưới mét 7 được. Như vậy là trên mét mấy? Trên mét Không, rưỡi thấp nhiêu đi. cũng được. Thấp nhiêu cũng được, Dạ, thấp miễn nhiêu là cũng được. dưới mét 7. Dạ. Cưng nhiêu? Cưng. Dễ ẹt luôn Dạ, à. 3,7 m thôi. Là mét rưỡi hả? Dạ. Mét rưỡi được không cưng? Được mà. Rồi giờ tới con nè. Nhìn nhà trai hoài thấy thương Nó đúng không? cưng lắm luôn đó, nhìn nó rất là cưng luôn. Trời ơi, xinh xắn mà, cao Đó. hơn nhiều mà. Để con mang guốc. Không, đừng lo. Giờ Nói bây chung giờ là hai đứa hợp với nhau đó. ông qua ông chỉ hỏi con câu một thôi, con có quýnh người Có hay quýnh người không? ta không? Dạ lâu lâu có. Chết mồ. Nhưng mà con biết massage, giờ con quýnh xong con massage được không? Không được đâu, lúc đó quýnh Nó ta vẫn là đau massage. rồi, nó vẫn bị đau rồi. Nó vẫn Đau bị rồi đau được rồi, không có đánh. Sao vậy?
không không có được đánh. Dạ, để con thu liễm lại. Tại vì bé bên đây quá là đáng yêu. Thiệt, hồi nãy chút xíu nha, con nhìn bé là con không thể nào đánh bé được hết trơn á. Mình đánh yêu được không? Mình đánh nhẹ nhẹ đánh cái má được không con? Ồ, nhẹ thoải mái chị. Đánh đừng ra máu là được. Đánh đừng ra máu là được. Trời ơi, cái gì mà cái đòi hỏi mà đáng thương vậy trời. Đánh đừng ra máu. Ủa, ra trước, máu là đi bệnh viện hôm luôn trước, rồi đó trận, con. Trận trước đó đánh ra máu luôn hả? Trời ơi, sao mà dữ vậy trời. Phụ nữ không mà dữ gì. Rồi bây giờ con mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ, con cũng mong muốn bạn trai của mình là một người tích cực, năng động. Lo đi làm mà không chăm lo sức khỏe của mình. Biết tự lo cho bản thân mình. Dạ, con chỉ chăm chút bạn thêm thôi, chứ bạn phải tự lo. Bạn cao, da ngâm thì tốt. Da không ngâm thì sao? Dạ, da không ngâm cũng được, nhưng mà đừng có mụn, đừng có quá nhiều mụn. Mụn thì nắng, có gì đâu. Trời ơi, đâu con lo sợ con đè đang mụn, bạn chảy máu nữa. Lo đừng có đánh nó được rồi. Dạ. Thấy hai đứa nó cũng hợp đó. Dễ thương ha. Dễ thương á. Ủa nhưng mà con đẹp vậy rồi sao tự nhiên con phải tham gia chương trình này, vì con thích hay là gì? Dạ không có, tại môi trường xung quanh con cũng không có tìm được người yêu á. Con đang đi học mà đúng không? Con đi học nhưng mà con học cao học, con sắp xong chương trình rồi con không có lên trường nhiều. Vậy hả? Rồi dạ. không tìm được bạn người yêu rồi. Hôm nay con có nghĩ là con sẽ tìm được nửa của mình không? Dạ con nghe bạn kế bên nói chuyện dễ thương chắc là sẽ được. Ôi cưng lắm con ơi, thiệt. Cưng lắm cô suối con luôn đó. Quá bấm cưng bấm luôn nút nữa. Đi. Ừ. Nay đi với ai nè? Dạ đi với bạn. Dạ chào mọi người, con là bạn thân của Giàu, hôm nay đi cùng với Giàu. Giàu bị đánh đập nhiều lần không con? Này chắc nó cũng bị đánh hay sao á, thấy nó cũng nhút nhát quá à. Ừ. Con nghe Giàu kể thì thường bị đánh lắm. Trời ơi, tôi tại nghe xót quá. Bạn nữ kia thì nó tính tình dạng trẻ con á, cũng khó hiểu. Rồi con thấy bạn này sao? Theo con thấy bạn nữ dễ thương, xinh xắn, nói chuyện cũng dễ nghe. Rồi cảm ơn. Nói vài câu cho mới mốt về đừng đánh bạn mình nữa coi. Chào thì nói chung là nó cũng hiền lắm. Sau này mà nếu mà có quen á thì bạn đừng đánh nữa. Tại vì bạn nữ trước á, bạn cũng hay bị ám ảnh. Trời, đánh tới bị ám ảnh luôn, đánh dữ lắm. Trời ơi, thương quá à, thiệt. Rồi, nhà gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay con đi với mẹ dì với lại bạn chung phòng. Xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Dân. Mình là mẹ của Nga. Ưu điểm của Nga thì chịu khó học hỏi, có trách nhiệm, tâm lành. Nhược điểm của Nga thì mạnh mẽ, thẳng thắn, tính tình cũng hơi khó tính một tí. Cô quýnh ai bao giờ trong nhà chứ? Dạ không. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân, con là bạn của Nga. Con thấy thì bạn nam này dễ thương, phù hợp với Nga. Rồi, được rồi. Thôi, mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Con hamster đó đặt nha. Mình cảm ơn bạn, mình cũng có món quà tặng bạn, sô cô la với lại một tấm postcard những nơi mà mình đã đi ấy. Hy vọng là đó, bạn có thể điền tên vào vị trí còn lại trên tấm postcard đó. Cảm ơn. Bạn thấy mình sao? Anh anh thấy em sao? Thấy cũng xinh. Em thấy anh da mặt đẹp. Có cái lúm đồng tiền dễ thương. Mình đang học cơ học ngành anh. Em xưng anh. Dạ. Em đang học cơ học ngành công nghệ sinh học. Em nghiên cứu về dữ liệu gen ở người. Anh có yêu động vật không? Có. Anh nghĩ sao về việc về những người ăn chay? Ăn chay thấy là chỉ cảm nhận riêng rồi, thấy kiểu tốt cho sức khỏe thôi. Còn không có cảm nhận nhiều. Thế anh có thích ăn chay không? Cũng ăn thôi chị, chỉ mà không thích. Em hẹn hò với anh, em rủ anh đi ăn chay, anh chịu không? Chịu. Nhưng mà gì cũng dễ ăn lắm. Em cũng nhẹ nhàng lắm, em không có bính chảy máu. Đúng rồi đó. Kiểu mà nghe có hay nóng tính không? Thỉnh thoảng em áp lực công việc em vẫn nóng tính. Nhưng mà lúc đó em sẽ hạn chế gặp anh để đỡ quýnh anh. Đỡ quýnh thôi hả? Đỡ quýnh thôi. Mình có hay về quê không? Có, tuần nào em cũng về hết. Sau này có định học xong có ra nước ngoài hay sao? Em có dự định học lên tiến sĩ. Anh có thích đi phượt không? Có.
Anh có hay phục miền Tây không? Miền Tây là quê đó luôn mà. Ý những tỉnh xa hơn? Ờ, hồi xưa có hay đi, tại giờ công việc cũng bận á. Làm tới 8 giờ tối cũng ít khi nào được rảnh lắm là đi lắm. Thế anh làm tới 8 giờ tối rồi anh hẹn hò sao? Sau 8 giờ tối. Sau 8 giờ tối nữa hả? Ừ. Anh xin phép mẹ em đi. Cưng ghê, không biết giờ tắt rồi không biết nói gì nữa đó. Vào đứng lên nắm tay bạn gái rồi nói câu nào đó. Nắm hai tay chứ không phải bắt hai tay đâu, phải bắt tay đâu. Hai tay. Đâu rồi, mắt nhìn mắt mà. Đúng rồi, hai đứa nhìn nhau. Em có biết hát không? Em có thể hát rap. Anh muốn nghe rap không? Đúng rồi, hồi nãy là bạn Hiểu nói là lại hát đoạn đi. Em rap một bài của anh Wawi nha. Thế giới này là của em và em có quyền đi với anh. Bật sáng tất cả đèn xanh. Em chạy thật nhanh với anh kế bên tay và chai châm banh anh cài trong tay. Hết đêm nay uống không say, đến ngày mai tiếp vài chai. Đến đây thôi. Vào đáp lại đi. Em tên gì không phải ta thính đâu. Gì đó. Em tên gì anh không phải thả thính đâu. Có một bạn trai chưa để ta tính sao? À, em sẽ hát một bọn đoạn của bài Ánh Nắng Của Anh. Rồi, hát đi nè. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn, vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Rồi, rồi. Dạ, đẹp lắm rồi. Nào, suy nghĩ thật kỹ các bạn nhé. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Yeah. Xin phép rồi giờ xin phép em cho vào hôn em một ở bên má. Xin phép Nga luôn đi. Nga ơi, Nga ơi, Nga ơi, mình nói cho Nga nghe nè. Xin phép hôn má em không? Ok. Cặp này có dễ thương không? Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Chào anh. Xin mời nhà gái. À, ngồi đi cưng. Rồi, bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Dạ, em xin chào khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Và chào bạn đồng hành. Em tên là Ngô Đình Đào. Em năm nay 42 tuổi. Làm nghề rửa xe. À, dạ. Mình rửa xe là rửa xe máy hay rửa xe ô tô? Dạ, tất cả xe ô tô, xe máy. Ồ, hay. Dạ, ngày nay hot lắm á. Rửa xe giờ 80 trăm mấy không á. Dạ. Rửa ở đâu vậy Đào? Dạ, ở đường Đồng Đen, Bầu Cát, Tân Bình, Tân Bình. Con xin chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh. Và em chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Ngọc Bích. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh hai tiệm áo cưới ở Thủ Dầu Một, Bình Dương ạ. Một mình em mà có hai tiệm kinh doanh là của dạ. Một mình em hết đó. Dạ, em gầy lên, dạ. Em quản lý hết luôn. Dạ đúng rồi ạ. Trời, rất là giỏi nha em. Còn bên Nam là tiệm rửa xe. Cũng là dịch vụ phục vụ khách hàng. Chăm sóc luôn á. Chăm sóc khách hàng luôn á. Anh nghĩ rằng hai em á là có một cách giao tiếp với khách hàng rất là tốt mới làm được điều đó. Nhà trai giới thiệu một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Cái khả năng giao tiếp thì em cũng có chút, nhưng mà không biết đó là ưu hay là khuyết, tại vì cũng nhiều bạn gái cũng không thích em. Sợ lỡ trong khuyết điểm của em thì nhiều lắm mà kể không hết. Thí dụ vài cái khuyết điểm đi. Ở giờ coi khuyết điểm mà là với không gọn gàng ở giờ mà không gọn gàng nó còn mệt dữ nữa. Với nóng tính ở giờ không gọn gàng, ta nói cái nóng tính cái là ta. Ủa nhưng mà ở giờ ngày anh tắm mấy lần? Dạ không, cơ thể thì không có nổi dơ, nhưng mà cái phòng ngủ cơ thể nó phòng không được ngủ dơ đúng không?
phòng ngủ vừa bộn đúng không? Thậm chí cái chỗ rửa xe nó sạch hơn cái phòng ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi, tại cái đó là khách nó tới mình phải chăm chút cái đó. Ừ. Còn cái phòng ngủ mình đâu có ai vô đúng không? Dạ. Nửa vợ vô, vợ lo cái phòng ngủ được. Ừ, thôi để hỏi bên đây coi tính tình ta có gọn gàng không nè. Dạ gọn gàng. Gọn gàng có sạch sẽ không? Dạ có, tại vì em làm bên ngành cưới á. Ừ, thì đó thì để hỏi vậy để mai mốt bù lợi cho anh kia. Điểm mạnh của em đó là em sống tự lập. Em giỏi giờ về giao tiếp. Em rất là đam mê kinh doanh. Em máu kinh doanh dữ lắm. Và em rất là biết cách lấy lòng người lớn. Ừ, cắp vô một cặp là coi như lấy hết tiền của thiên hạ. Đúng luôn. Luôn á. Ghê thiệt chứ. Không chừa phần ai. Chào chị. Ừ. Chị ở bên đây chị ấn tượng với cái giọng nói của em ghê luôn, cái voice của em rất là chắc. À, cảm ơn chị. Mà nó vang á. Yeah. Những người đàn ông vậy thường hay thành đạt á. Yeah. Em thấy anh Quyền Linh không? Giọng anh thấy ghê không? Bởi vậy MC quốc dân là vậy đó. Yeah. Vậy là Đào có mấy mối tình rồi? À, em có gia đình và em ly hôn khoảng 7 năm nay rồi. Có con chưa? Em có con? Dạ có rồi, một bé gái 13 tuổi. Dạ. Ở với mẹ? Dạ. Ta hay nói là con chim mà nó bị thương rồi đó thì nó ngại đậu lên những cành cong, nhưng mà anh chưa kiếm cái được cái cành nào thẳng nó chắc là nó không có dám đậu. Vậy thì nói ra nó hơi yếu xíu, nhưng mà thực tế là như vậy. Chia tay đó là ai chủ động trước? Cả hai cùng chủ động chị. 7 năm qua thì có gặp lại nhiều không vậy em? Dạ tụi em vẫn giữ liên lạc ở góc độ bạn bè để tạo điều kiện chăm sóc con. Chăm sóc cho con. Dạ. À. Có khi nào mà ta nghĩ người ta nói tình cũ rượu cũng tới không? Dạ cũng có một chút giai đoạn, nhưng mà nó cũng lâu rồi, nhưng mà cả hai cũng nhìn nhận là không được. Thì không thể được. Dạ không thể được nữa. Giống như cái đinh nó đóng vào cái miếng dán là rút ra nó vẫn còn cái lỗ. Người đàn ông thế để đàn gái hiểu đúng rồi. Rõ hơn về đàn trai. Nhưng mà con gái em nó có đồng ý cái chuyện là nếu mà em có người mới không? Dạ có. Cách đây hai bữa em có nói. Bé vẫn nói là ba lên đó thì ba cũng nói là ba có một người con là con nha. Thấy thương á, đã bằng tuổi Bí Ngô với lại Lê Mạc Dẻ đó. Thành ra là cái tuổi đó là tuổi nhạy cảm lắm á. Yeah. À mà em vui, em đồng ý cho ba em thì mọi chuyện là suôn sẻ hết, không có vấn đề gì. Không có, nó nhằn cũng mệt lắm. Ờ, đó không, em không chịu là cũng mệt lắm á. Yeah. Ok, rồi bây giờ hỏi tới nhà gái nè. Em có ngại về cái vấn đề anh nó một lần gãy đổ không? Dạ không sao ạ, tại vì thật sự thì em cũng đã từng ly hôn rồi ạ. Ồ, tức là ly hôn bao lâu rồi? Dạ được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, lý do? Chung là cũng do hai đứa em thôi ạ, chứ không phải riêng vì một mình ai hết. Dạ. Rồi em có con chưa? Dạ có, em có một bé gái 2 tuổi. Ở với bà ngoại. Ở với bà ngoại, nói chung là ở bên mẹ đúng không? Dạ, rồi đúng bà rồi. Ngoại canh giùm. Dạ. Chăm sóc giùm. Dạ. Tổng cộng nhà có 2 gái đó. Bé 2 tuổi nữa đó. Rồi. Rồi đến qua coi nhà gái sao nha. Đào 42 tuổi, cũng đâu có lớn tuổi gì lắm đâu. Nhìn trẻ lắm nghe, 42. Con chào Dũng lên. Trời ơi, em gái xinh đẹp. Chào anh thôi, để chú bị tổn thương. Chú đó. Cũng được, chú bác chào, thì cũng được. Chào chú cả. là anh bị tổn thương đó cưng. Không sao đâu, chú bác thì cũng được hết. Dạ. Chú là idol của con á. Hả? Chú là idol của con á. Cảm ơn con nha. Rồi, bà nhà gái mong muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ thì con cũng đã từng đổ vỡ rồi, thì cái vấn lý do mà quan trọng nhất đó là con bị thiếu thốn về tình cảm á. Ừ. Cho nên là con muốn mẫu người sau này của con á là giàu tình cảm, không có sống vô tâm. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Cao 1m7 trở lên. 7 trở lên. Tại vì con cũng lùn quá. Cho nên là con muốn bạn trai của con cũng cao cao chút xíu. Bạn trai của con là không hút thuốc, không vũ phu nha. Và phải đam mê kinh doanh giống như con. Con cũng thích kinh doanh vậy lắm. Con thích bạn trai con là đam mê kinh doanh, để có thể dạy cho con nhiều bài học hay về kinh doanh này nọ. Đây đam mê kinh doanh có rồi đó. Dạ. Nhưng mà còn cái hút thuốc, nhậu nhẹt, vũ phu gì đó. Sự là cũng không thích người đàn ông vũ phu. Và chắc chắn là em không có tính đó. Nhưng mà hút thuốc thì em có, với lại 1m7 thì em không tới, tại em có 1m65 mà. Thường mà em làm mặt ngầu lắm, mặt lạnh lắm. Nên hay là gọi em là Đào lạnh lùng là vậy. Vừa lùng mà mặt lạnh nữa, nên là lạnh lùng. Ở bên đây thì thấy rằng là bạn gái đang muốn 1m7 thì anh nghĩ rằng đây 1m65 mang dài lên cũng không sao. Ha? Mang dài 7 phân lên, từ giờ ta mang cả tất không à. Thành à, bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với em gái của em chơi thân ạ. À. Chào em gái. Rồi. Dạ.
Dạ, con chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân ạ. Dạ, con là em của chị Bích ạ. Thì em thấy anh này cũng rất là dễ thương. Với chị của em rất là giỏi về kinh doanh. Dạ, nói chung chị em rất là mạnh mẽ luôn. Nếu mà được thì em mong hai người lại thành một cặp ạ. Rồi. Anh cảm ơn em. Nói rất là xúc tích luôn á. Trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với một người anh họ của em là anh Minh, với lại một số anh em đồng nghiệp. Thì anh rất là trẻ nhưng tại nãy râu nhìn hơi già. Xin chào chương trình, chào MC Hùng Vân. Dạ, anh chào. Chào MC Quyền Linh. Tôi là anh của Ngô Đình Đào. Anh em là anh em họ mà chơi với nhau cũng như là anh em ruột thân lắm. Cho nên là mình biết tính em mình, nói chung là nó rất đam mê mà nó là chân thật, là chịu khó nữa. Bây giờ tôi nhận xét về cô là Bích đây. Mà tôi thấy là cô này dễ thương ạ. Ngon à. Ngon à. Trắng coi như bông bưởi à, chứ không có giỡn à. Xinh đẹp á. Ừ, nước này nước D à, chứ không phải nước. Đó, hết chính xác. Cho nên là anh thấy như này Đào. Dạ. Hai người thấy thì nói chung là một người thì đã từng gãy gánh, một người thì cũng lỡ chuyến đò. Anh thấy là nó hợp thì em và Bích thì mình cho nhau một cơ hội ha. Cũng mong cho cặp đôi này là vợ thành chồng để anh đi đám cưới, đi mô tô rồi mình làm rước dâu đồ với ồn ào đồ, đúng không? Rồi, xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Anh chào em. Dạ, anh chào em. Quá trời trời đó. Tôi phải lên, tôi cầm phụ anh rồi đó. Anh có bó hoa tự làm, nó không được đẹp. Nhưng mà đây là cái tấm lòng của anh. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cái này là đẹp lắm rồi á. Cái này chay nước hoa. Em cần xịt không anh? Đúng rồi đó, xịt cái mùi, nó đúng cái mùi của mình hay không? Cái gu mình không đúng không? Tình lâm cho nó rồi, thơm coi đó. Anh xịt cho em nha. Đó, cưng ghê không? Dạ. Đúng mùi mình thích không nè? Dạ, mùi thơm lắm chị, vậy thì dễ chịu lắm. Không nhận thơm, y dầu thơm luôn. Thơm thiệt. Dạ anh ơi, em cũng không biết tặng anh cái gì á. Em là bên ngành cưới á. Cho nên là em sẽ tặng anh bộ đồ vest ha. Trời ơi, mở ra luôn. Dạ, anh có muốn mở thử đi coi nó có vừa không? Đào, mở ra luôn Đào, thử luôn Đào. Em thử luôn nha chị ha. Thử cái áo khác coi. Ngại quá. Thay kia luôn, thay kia. Trời ơi. Wow, mặc luôn. Mặc luôn Đào, mặc luôn đi chị. Ấy cái cổ ra cưng. Ấy cái cổ cho anh cho nó chỉnh chu xong rồi mặc luôn đi cưng. Vừa luôn. Có điềm rồi nha, có điềm rồi đó. Dạ được rồi. Trời ơi. Hai đứa chụp tấm hình luôn đi. Giống như quá trời. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Vừa in luôn á, ghê thiệt chứ. Chúc mừng. Rồi hai đứa nói chuyện đi. Dạ hồi nãy em có nghe anh nói là anh nóng tính á. Dạ không biết là anh nóng tính như thế nào vậy anh? Anh chơi mô tô. Anh nóng tính là anh lấy xe, anh chẳng hạn anh chạy ra Phan Thiết rồi anh chạy về. Vậy đó, nếu mà ở nhà có đồ gì để rẻ thì đập một hai cái. Vậy thôi chứ không có cái chuyện vũ phu. Lúc nóng lên sao biết được cái nào rẻ, cái nào mắc. Cái kia lựa chứ. Có một sự tính toán nhẹ hả? Anh nóng là anh đừng đập em là được. Chắc đập đồ nhựa không quá ha. Ừ. À, thí dụ hẹn hò nhau em ở Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Bình Dương. Ở Thành phố Hồ Chí Minh để xem thế nào. Vậy anh cảm thấy đó, khoảng cách nó xa quá không? Anh trời ơi, cái mô tô người ta phóng một cái dèo. Giận người ta đi Phan Thiết rồi sáng đêm người ta về người. Bình Dương là cái gì đúng không em? Dạ. Ừ. Chạy từng tiếng là tới với em à. Dạ. Làm gì tới. Cái khoảng cách địa lý thì theo anh nghĩ thì nó cũng không có gì là cản trở. Em hỏi thử đi, nó anh Đào anh nhìn em có anh thấy nhắm cái cành cây này nó có thẳng không hay là nó cong? Cơ bản là nó cứng. Cứng để đậu được đúng không? Cứng để đậu được rồi đúng không? Thì cảm giác em thôi thì cái gì cũng phải có thời gian thì em nghĩ vậy. Dạ thì thật sự thì khi mà em đã trải qua một lần rồi, em niềm tin về hôn nhân em nó bớt đi nhiều rồi á. Em sợ cái cảm giác đó một lần nữa cho nên là em phải làm cái người nào đó làm cho em thật là sự tin tưởng chắc chắn là sẽ mang tới hạnh phúc cho em á, thì em mới dám thêm một lần nữa chứ em cũng sợ. Đúng đó. Dạ. Anh thấy thế này nè. Đúng rồi. Giữa hai em á đều chững chạc hết rồi. Dạ. Có thể quyết định rất là sớm nhưng có thể không quyết định gì cả. Dạ. Nếu như chính xác chúng ta biết đây là một nửa yêu thương của mình, quyết định luôn. Dạ. Anh nghĩ rằng là em nên đến bên bạn gái, nắm tay bạn gái để chúng ta có thể trao nhau một cảm xúc đầu tiên. Anh nắm xin phép đi. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng, nắm hai tay luôn, nhìn thẳng mắt cô gái.
Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, tôi tưởng tất nhung hoàng nhớ hả? Đông đầy trong lòng mặt. Trời ơi hát. Buổi chiều con gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Hay quá em ơi. Trời ơi. Đức hát đi, nhìn tặng hát đào bài đi. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Đời này ta chỉ mong bên dòng sông ngoài có nhớ có thương. Ý, được đấy. Đấy. Một chút thẹn thùng như thế, đó là một trong những điều rất là ấn tượng. Ngày hôm nay anh nghĩ rằng là các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ, đủ để chúng ta có thể quyết định một điều lớn lao trong cuộc đời của mình rồi. Và tiến hành bấm nút thôi. Nếu các bạn cảm giác đây một nửa mảnh ghép của mình, bấm ngay, đừng chờ đợi gì cả. Đúng rồi, không cần tôi đếm nếu luôn. Nếu thích, chúng ta bấm luôn. Một. Nếu đúng, bấm. Không đúng, chúng ta nhường nút bấm cho người khác. Hai. Đó, người ta bấm mất rồi. Hai, ba rồi, xong. Hết thời gian. Đào rất là nhanh nhạy nha. Một cái phật là bấm liền thôi, không cần suy nghĩ. Bấm tay nào. Nói chứ các bạn thật sự là đủ lớn để quyết định những điều lớn nhất trong cuộc đời của mình rồi. Rồi Đào ơi, gặp một nụ hôn đầu tiên đi, hồi nãy thấy mấy ông anh suối quá suối kìa. Hôn đi, hôn đi đó. Bây giờ đến cơ hội của em rồi đó. Mà anh khoái nhất cái đoạn đó thôi. Tòa nhà gái. Mời nhà trai. Anh ngồi đi em trai. Đây, mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em xin chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Em chào quý vị khán giả trong trường quay và chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hải, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang làm trưởng phòng đảm bảo chất lượng của công ty thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Hiện tại thì em đang ở Bình Dương nhưng mà công tác thì tại ở thành phố Thủ Đức. Bạn Hải tên... quê đâu Hải? Dạ, em là quê ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh hả? Rồi dạ. ở Bình Dương với ai? Dạ, em ở với anh ruột ạ, với chị dâu ạ. À, rồi, mời em trai. Dạ, trước tiên em chào chú Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ và chào toàn thể khán giả trên trường quay. Rồi, dạ. Chào em, nhưng mà em nói to lên cho bà đây nghe dạ. Đi nha. Em tên là Lạn, em năm nay 27 tuổi ạ. Em hiện là đang làm là chuyên viên bên Trung tâm Hỗ trợ Xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì lệnh? Dạ, trương công lệnh. Trương công lệnh hả? Dạ. Trời, tên dữ dạ. Quá ta. Dạ, chữ công thì nó cũng có lạ một tí là nó là không phải là chữ C mà là chữ K. Chữ K đó hả? Dạ. Lạ vậy? Dạ, tên ba mẹ đặt hai anh em trong nhà là là chữ K hết. K hết luôn. Dạ. Công lệnh. Dạ. Chuyên viên làm cụ thể là mình làm cái gì? Dạ, thì cái công việc của em làm đó là... mình là tiếp nhận những cái đối tượng người ăn xin, người lang thang cơ nhỡ, những cái đối tượng yếu thế trong xã hội á, thì mình tạo điều kiện cho họ là chăm sóc nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng. Là làm bên Sở Lao động Thương binh dạ, Xã hội. Sở Lao động Thương binh Xã hội. Thôi mời nhà gái. Thì cũng khá hay ha. Nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em là một người quyết đoán. Rất là có trách nhiệm cao trong công việc. Ngoài ra thì em rất là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Em biết nấu ăn và nấu ăn cũng khá là ngon. Với lại em hát cũng khá là hay. Em xin dành tặng cho mọi người với anh bên kia một đoạn nhỏ ca khúc Anh ơi đánh rơi người yêu. Hay quá. Ý là nhắc đừng đánh rơi đó nha. Đêm dài thêm với những nhớ nhung ban chiều, khi người chợt ghé đến khiến em mơ mộng. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này, chẳng biết có gặp lại anh không này. Dạ em xin hết ạ. Nhà gái đáp lại đi. Công lệnh là hát bài nào tặng nhà gái đi. Dạ em không biết hát. Không biết hát hả? Em hát giữa. Kệ nó hát cái gì đó, ta hát rồi mình hát luôn. Dạ em hát thì mọi người cổ vũ cho em. Rồi ok. Dạ, bắt đầu em hát một đoạn nhỏ. Dạ.
Từ khi gặp em anh mới biết thế nào là yêu. Từ khi gặp em anh thấy trong anh đã thay đổi nhiều. Biết yêu thương và lo lắng, sẽ chia vui buồn khó khăn. Có lẽ vì thế em là hạnh phúc của đời anh. Xin em đừng khóc nhé, vì đã có anh ở bên đây nữa rồi. Cầm chặt tay anh mỗi khi em quay mất. Ông ấy hát rồi đó hả mọi người? Ưu điểm của khuyết điểm của Công Lệnh là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có trách nhiệm với công việc. Với lại em luôn luôn đúng giờ. Đúng giờ. Dạ, nói chung là em cũng hay, với em cũng có sở thích nấu ăn, mặc dù là có thể là nấu không ngon lắm nhưng mà em rất là thích nấu ăn. Còn nhược điểm của em là em cũng thế, ưu điểm là đúng giờ, nên nhược điểm của em là em không thích những người mà kiểu là không đúng giờ. Tại vì nói chung là ngay cả người yêu hay ba mẹ nhà, tức là hẹn lúc mà nào hẹn với em thì phải đúng giờ. Em có thể là em tới em chờ trước, nhưng mà có thể là trên đường đi thì mình có thể bù vô 30 phút chẳng hạn, nhưng mà phải nó đúng giờ, cái tức là em cho phép trừ ra trước cái thời gian mà trễ. Nhưng mà nó hẹn em mấy giờ đúng giờ. Bạn gái ở bên đây á, khi mà nghe bên kia chia sẻ là em là một người rất là đúng giờ, em không thích người không đúng giờ, cái tôi thấy bạn gái bên đây cười mỉm mỉm mà hơi quê quê, tôi không biết chắc bên đó trật giờ lắm hả? Bên đây hay trật giờ lắm hả em? Dạ thì em cũng lề mề, tại vì em rất là kỹ tính, em làm gì em cũng kỹ, với lại em chuẩn bị hơi lâu. Nhưng mà về thời gian á thì em sẽ canh giờ và cố gắng sẽ đi được đúng giờ. Mà trong việc gì thì em cũng rất là lề mề, nhưng mà phải có cái giờ chính xác là bao nhiêu thì em sẽ chính xác giờ đó em có mặt. À, dạ. Cũng may quá, lề mề mà không trễ giờ là được rồi. tại vì em hiện giờ đang đi làm và em đang đi học cao học nữa. Nên là thời gian em nó hạn chế, nên là em làm việc gì hẹn hò hay là đối với người khác thì nó đúng giờ, tại vì em còn phải nhiều công việc nữa. Đúng rồi. Dạ. Em trai, nhưng mà chị Lan nói nè. Hello cưng. Dạ em chào chị. Biết sao không, nhiều khi con gái á, người ta cũng có những giây phút mà người ta hơi điệu một chút xíu. Dạ. Tại vì đi gặp người yêu mà, cho nên là người ta sẽ chuẩn bị cho người ta kỹ hơn một chút để đẹp nhất trong mắt người yêu. Thì nhiều khi á, sắp tới rồi nè, hai bạn mà hẹn hò với nhau mà lỡ có trễ giờ, lệch giờ chút xíu thôi cũng thông cảm hen. Dạ, chứ đừng như... có nguyên tắc quá tội nghiệp. Dạ vâng, ý là ví dụ như em có thể là bạn nữ có thể canh là bạn nữ trang điểm 2 tiếng đi. Thì nói là em trang điểm 2 tiếng là em sẽ tới đúng cái giờ đó. Nhiều khi bữa đó nó trục trặc, nó 2 tiếng rưỡi. Nên là lỡ mà có hơi lệch chút xíu thì thôi thông cảm nha. Cái này chị Lan nói trước, chị Lan xin trước đó. Dạ, dạ vâng. Nói chung em sẽ cố gắng. Thật ra bạn ấy làm nhà nước cũng khó. Dạ. Nhiều khi dù giống như là ta hẹn 12 giờ tan, ta đi ra đi chơi tiếng hồ, 1 giờ vô công tác, nhưng mà chờ tới 1 giờ bạn kia tan điểm chưa xong là ta bắt buộc ta phải đi luôn. Thì tới giờ đi thì đi thôi, nhưng mà đừng khó chịu vì chuyện đó. Yeah. Ha. Trễ hoài cũng khó chịu chứ. Thì sẽ cố bên đây cố gắng không trễ thôi, bên đây cố gắng. Mà ý tôi nói là có những cái lúc mà nó trường hợp bất khả kháng xảy ra, những cái chuyện xui rủi nó xảy ra là sao? Đúng rồi, lúc yêu còn chịu được. Rồi, lúc lấy nhau rồi trễ là mệt lắm á. Tôi hay lo lắng nên tôi phải nói trước vậy đó. Nhiều khi cái chuyện mà trễ giờ mà người ta chia tay nhau, người ta bỏ nhau đó. Tôi thấy cái chuyện mà trễ giờ mà vì chuyện trễ giờ mà chia tay nhau tôi thấy hơi quá đáng. Có đó. Rất là nhiều cái chuyện ly dị với nhau bởi vì là một trong hai người là luôn luôn trễ giờ, không bao giờ đúng giờ. Mà đó là trường hợp mà người ta không có chịu thay đổi vì nhau. Nhưng mà ở đây thì mình nói trước thôi. Nhưng đúng mà trong rồi. Quá trình yêu nhau hai bạn này là sẽ thay đổi. Mỗi bên nhịn nhau một chút. Đúng rồi. Là được. Hả? Em ha. Dạ. Ok. Rồi giờ mình nói tình trường của mình đi. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì 3 mối tình. Một mối tình là hồi học sinh. Một mối tình nữa là ở hồi sinh viên thì được 3 năm. Thì sau khi ra trường thì em cũng có quen một người mà khoảng 1 năm thì em chia tay. Dạ. Là 3 mối tình đó hả? Dạ. Mối nào sâu đậm nhất em? Mối nào dạ sâu... mối tình sinh viên là sâu đậm nhất ạ. Thời sinh viên ôm ai rồi. Dạ đúng rồi. Bạn thì bạn với em thì rất là hiểu nhau, nó lãng mạn cái là bạn đi xe đạp, khi nào bạn cũng đi học thì bạn ấy qua đạp xe đạp rước em đi học, sau đó là về thì trưa, thì nếu mà bạn về có tiết dừng trước á, thì bạn đợi em trước khoa để hai đứa cùng đi ăn, xong rồi lúc đi về cũng đi cùng nhau. Tức là trong cái thời điểm mà sinh viên á là tụi em dính nhau như xem vậy đó.
Nhưng mà khi mà em thì lý do chia tay thì là do em ra trường trước, thì em đi làm và em đi ở xa bạn đó, với lại khoảng cách rồi, với lại em đi làm rồi cho nên là em cầu toàn hơn, em suy nghĩ về tương lai nhiều hơn. Thế là dần dần thì hai người không có tiếng nói chung nữa. Dạ đúng rồi, à, bọn em quyết định dừng lại. Dạ. Bên kia ba mối tình, bên đây mấy mối? Em thì hai ạ. Hai hả? Hai mà sao ngập ngừng quá vậy? Một mối tình nhưng với một mối tình. Ủa hai hay là một? Đơn phương. Yêu mà không nhớ nữa hả? Không, tại là một mối đơn phương, còn một mối là yêu. Yêu lâu không? Dạ thì cũng có 7 tháng. Xong do lúc đó em học ở trong Sài Gòn, bạn đó học ở Huế. Thì xong xa quá. Yêu 7 tháng. Mà xa nhau hết mấy tháng rồi? Xa nhau 7 tháng luôn. Ủa từ lúc quen nhau là bạn đó ở Huế luôn hả? Dạ, ông bạn đó ở quê thì xưa đi ông thi đại học với nhau thì em hay xin xe đi. Em hay đi ké xe. Dạ, nói chung em có xe nhưng mà em nói xạo là em không có xe. Trời ơi cũng chiêu trò lắm chứ bộ, để tiếp cận người ta. Đi được bao lâu? Dạ thì một năm 3 tháng, xong lúc đó bạn lúc là thi đại học thì bạn đó thi rớt nguyện vọng một thì khóc rất là nhiều, xong em cũng hay tâm chia sẻ. Tâm sự thì lúc đó em cũng không có tỏ tình đó, bạn đó tự tỏ tình. À, bạn tỏ tình luôn. Dạ. Rồi em ôm bạn ấy vào lòng luôn. Dạ xa quá, tại lúc đó em đi học. Lúc mà quen nhau là em đi học ở trong này. Ủa, tức là bạn vậy? Cái mối tình này là mối tình yêu xa. Đúng tức không? Là yêu nhau 7 tháng nhưng không có gặp nhau luôn hả? Dạ có gặp, có Tết về gặp xong. Gặp mấy lần? Gặp được một lần. Một lần một? Dạ. Trời đất ơi. Gặp lần trong lần đó vậy đi... là chỉ là trong quá trình tìm hiểu thôi. Gặp lần đó rồi làm gì, đi uống cà phê hay đi chơi hay làm gì? Dạ thì đi chơi chứ không làm gì. Đi chơi đó chứ không làm gì à? Dạ. Nắm tay chưa? Dạ rồi. Không à? Dạ có rồi. Này cái gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Dạ. Có một lần một hả? Dạ. Không một cái thôi hả? Chắc cũng nhiều cái chứ. Rồi sau đó chia tay 7 tháng luôn. Dạ. Chia xa chứ. Dạ. Chia xa 7 tháng rồi mà chia tay luôn. Dạ. Trời ơi, lần định mệnh ha. Thôi kệ, dớt dát được lần nào hay lần đó. Cũng may được một lần đó. Thấy thương quá. Bên kia ba mối tình, bên đây có mối tình nhưng mà cũng không có gì gọi là sâu sắc hết trơn á. Bây giờ em gái. Dạ. Em nghe anh kia nói, em thấy anh hiền không? Dạ, có hiền. Hiền khô. Dạ, nhờ em thấy anh rất là... kiểu... Kiểu sao? Rất là... cũng có kỹ tính, có khó tính ở trong đó. Dạ. Khó dụ giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Nói vậy thôi, chứ ảnh mà gặp nhà gái cái khỏi giờ giấc luôn. Đợi tới sáng cũng được nữa. Em ơi, sau khi mà chị nghe tâm sự về tình trường bên đây rồi, chị thấy là anh ấy chưa có cái khoảng thời gian nào để gọi là hẹn hò hết đó em. Dạ. Cho không nên là chúng ta chưa xác định được cái vấn đề là nếu hẹn với bạn gái mà bạn gái hơi chậm chút thì ảnh phản ứng như thế nào, cái đó mình chưa xác định được. Còn ảnh chỉ nói là ảnh khó tính trong cái chuyện giờ giấc là công việc của ảnh thôi. Dạ. Trời ơi, tôi nói nhà trai nghe nha, gặp bên đây không đợi tới sáng mai cũng phải đợi. Trời ơi, người ta xinh xắn như vậy. Dễ thương. Nói, mà bản lĩnh nữa. Đúng rồi. Bên đây nhớ gọi chia sẻ chuyện tình yêu chút xíu cho bên kia có kinh nghiệm chút nha. Dạ. Bên kia chưa có kinh nghiệm gì hết trơn á. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một mà nửa yêu thương của mình như thế nào nè? Dạ, về ngoại hình thì khuôn mặt dễ nhìn, cao thì cao từ 1m7 trở lên. Về ngoại hình thì có một cơ thể hơi khỏe mạnh, tức là có bờ vai rộng đó, là bạn đấy có chơi thể thao thì có tập gym thì nó mới được như vậy. Bạn bên đây chắc chơi thể thao tạc lon này kia. Trời buồn gì. Nói chung là mặt bên đây sáng sủa. Dạ. Đẹp trai, buồn cười gì, tươi. Chơi gì. Dạ nói chung là chiều lại thì em hay ra công viên chạy bộ hít xả hơi. Đó, ngon lành rồi. Chị nói cho em nghe là body bên đây là đối với chị là chị rất là thích. Dạ nếu được thì em cũng thích là đi tập gym với bạn trai. Gym. Bên đây bờ vai không đến nỗi rộng lắm. Nhưng mà khỏe. Chắc khỏe là được rồi. Bờ ở vai mặt đâu quan trọng. Bờ vai rộng quá cái bụng nó cũng rộng theo luôn. Thành nó không khỏe đâu nè. Nè vai bên đây nè, rộng lắm rộng nè. Đó, đó bụng bự nè. Bụng cũng rộng theo đó.
vai bự rộng theo luôn, bụng rộng theo luôn. Dạ. Còn yêu cầu gì nữa không? Dạ có yêu cầu thì bạn trai cũng vui vẻ, cũng hòa đồng với mọi người, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình, rồi không có gia trưởng, không có rượu bia, không hút thuốc lá. Bạn này thì làm về công tác xã hội như thế thì chắc chắn là bạn rất là quan tâm tới người khác, chăm sóc người khác, chăm sóc người khác nữa, bảo vệ người khác cũng rất là tốt luôn. Còn gì khó hơn nữa không? Có cái gì em không thích không cưng? Em thích là bạn trai chủ động, tại vì em là một người ít nói, sống rất là nội tâm, ít chia sẻ, nên là em muốn là có một người chủ động thì em mới cởi mở được. Bạn trai hơi hiền, cố gắng chủ động lên là được. Đó, đó. Bây giờ mình nghe mình nói gì hết rồi đó. Mình thấy em đáp ứng được nhiêu phần trăm nè? Dạ, nếu mà nói về chăm sóc người mình yêu hay là người nhà thì em làm tốt. Tại vì em nói chung công việc nhà thì em làm được hết. Không trước giờ thì em đi là học xa hay là gì thì em tất cả mọi thứ em phải làm hết. Rồi. Dạ. Về còn cái công việc của em thì thật ra thì tiếp xúc với rất là công việc xã hội mà tiếp xúc rất là nhiều người, nói chung là em đi làm thì em nói rất là nhiều, nhưng mà khi mà gặp bạn nữ là em nhát liền ha. Dạ, tại vì đó cũng có một em cũng có em út nó giới thiệu, nhưng mà kiểu là em tới em gặp rồi xong em cũng không biết nói gì, trốn luôn đúng không? Không phải đâu, chẳng qua là vì chưa đúng đối tượng của em thôi. Chưa đúng thôi. Đúng, em rà trúng cái đài của em một cái là bắt đầu đài của em nó sẽ tự động nó bật công tắc liền. Đối tượng của em là sao nè? Thì em cũng một bạn nữ cũng ít nói, tại vì em nói nhiều. Thứ hai là nói chung là em cũng không cần là người bạn nữ quá làm nhiều thứ, nhưng mà chỉ cần em đi làm về thì nhắn tin hỏi câu một câu, hôm nay em làm về có mệt không, đó, như vậy là nó cảm thấy rất là vui rồi. Trời, dễ ẹt. Yeah. Kiểu em cũng không có yêu cầu là lúc nào cũng phải là ở bên nhà quan tâm, kiểu ai cũng có cái công việc đi. Em bây giờ thì em thứ nhất là ngồi đi làm ra thì em cũng có buôn, em cũng có bán thêm mật ong. Hoặc ông rừng ở quê thì em về em thấy người dân ở quê thì người ta không có cái đầu ra, thì em cũng giúp, thì em cũng bán, thì bán công việc thì nó cũng bán thì nó cũng ít, nhưng mà nói chung em cũng cứ bán, cứ tạo cái uy tín từ từ. Thứ hai là em còn đang học, sắp tốt nghiệp thạc sĩ, nên là em tương lai thì em cũng có dự định là sẽ đi dạy ở một trường đại học nào đó. Bạn này là tương lai rộng mở, tức là đang học thạc sĩ nữa. Thành ra bạn này có một cái ý chí cầu tiến rất là tốt, hiền lành, thật ra rất là hiền lành luôn. Làm công tác xã hội nên rất là chân thành đó, anh thấy được á. Hai bạn này là thấy tương đồng với nhau. Bây giờ mình nhà trai đi với ai cưng? Dạ nay em đi với mình. Rồi có chú Quyền Linh lo. Mình đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp với là chị dâu. Đồng nghiệp, rồi xin mời ai đó đại diện nhà trai đi. Ý nhà gái. Chào nhà gái ạ. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Ngọc Lan. Toàn thể trường quay. Em là đồng nghiệp với bé Hải cũng được thời gian lâu rồi. Nhưng mà bé Hải thì nó có một cái cá tính hiền lành và trung thực. Đấy, trong cái vấn đề cá tính thì em thấy bạn trai bên này thì cũng thấy tương đối. Chứ giữa hai người phải bỏ ra thời gian để kiếm cái vấn đề một nửa của nhau, tức là cái cá tính đó, thì em cảm thấy cũng thấy phù hợp. Còn đây là chị dâu, thì để chị dâu nhận xét một xíu. Chào MC Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan. Em có câu hỏi muốn hỏi bạn trai là như kiểu là thấy bạn đúng giờ á, quan trọng việc đúng giờ vậy, bạn có gia trưởng hay gì không? Dạ không, tức là em trong mọi việc trong gia đình á, thì nhà em thì mọi việc trong gia đình thì tất cả đều ra bàn bạc với nhau, tức là người này không thích người kia làm những cái gì thì mình sẽ trao đổi với nhau rồi mình đi đến một phương án rồi tất cả cùng thực hiện, chứ không có cái kiểu là áp đặt ý chí là muốn người này phải làm theo ý mình. Tức là phải trao đổi trước với nhau. Hải thì yêu thú cưng, thích nuôi mèo với nuôi chó gì á, thì bạn trai có ngại việc đó không? Dạ em thì không có ngại cái việc mà nuôi thú cưng, nhưng mà thứ nhất là
thì em cũng nói chung em ở thì em cũng hay dọn vệ sinh á, nhà nó cũng hay sạch sẽ, thì nói chung bạn nữ nuôi thì cũng giữ vệ sinh sạch sẽ thì cũng không có chuyện gì cả. Sao em không giữ phụ người ta, giữ vệ sinh phụ người ta? Dạ dạ chắc vậy. Ừ, mấy cái này là phải lanh lên. Dạ, vâng. Cái này là phải trả lời liền, dạ không sao rồi, để em nuôi phụ nuôi dân. Đó. Dạ vâng. Tại vì sau này sống chung một nhà thì bạn có nuôi chó mèo gì đó. Yeah. Thì nhiều khi bạn đi vắng ở nhà chó mèo làm sao đó thì mình cũng dọn phụ chứ. Dạ, tức là nhưng mà phải nói, tức là phải nói với em, tức là hôm nay em đi làm ví dụ vậy, thì anh nhà có gì chăm sóc thì mình sẽ thực hiện chứ cũng không phải là gì. Nhưng mà phải nói, cái gì cũng phải nói trao, tức là tính em thì thật thà, nói thẳng, nên là cái gì á không, cái gì không thích hay là không như thế nào không hiểu thì cứ nói ra, hai bên đi tìm cái chung. Còn nếu mà cứ giấu trong lòng rồi lâu ngày sinh ra nó uất ức thì nó cũng, em cũng không thích điều đó. Thì thấy bạn cũng tương đồng với Hải á, tính tình cũng tương đồng, thích thẳng thắn rồi, vậy thì nếu có cơ hội thì hai bạn bấm nút tìm hiểu thêm. Dạ vâng ạ. Dạ, cảm ơn chị dâu. Chờ gì nữa, mở rào. Mở rào thôi, hai bạn tự tìm hiểu với nhau. Đúng. Đi ca này chúng tôi không nói gì nữa hết. Rồi tấn công đi. Chào anh. Đến chương trình hôm nay thì anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Thứ nhất là cái quả địa cầu có cái đồng hồ. Tức là thứ nhất là cũng tượng trưng là em là một người rất đúng giờ giấc. Thứ hai là một ý nghĩa thứ hai là ví dụ như sau này chúng ta đến với nhau á thì mọi thời gian của anh thì dành cho em. Với cái quả địa cầu á là với khoảng cách là anh không có ngại cái khoảng cách, chủ yếu là mình có hiểu, có tin tưởng, có yêu thương lẫn nhau hay không. Dạ. Và món quà thứ hai đó là đây là một cái sản phẩm ở quê em, tức là em cũng đang bán cái sản phẩm này, cũng đang kinh doanh sản phẩm này, thì tặng bạn đây cái loại này thì sáng sớm là bạn nữ có thể pha với một ít nước ấm thì uống rất là khỏe, tạo sự năng động cho ngày mới. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có món, dạ em cũng có đây, món quà tặng cho chị, cầm quà cho, rồi em trình bày. Em cũng có món quà tặng cho anh, đó là một hộp bánh là do tự tay em làm. Dạ. Cảm ơn. Với lại một cuốn sách là Đàn ông sao vàng, đàn bà sao kim, thì em muốn là trong đây nó sẽ có những cái mà khi mà không có hiểu nhau về giữa phụ nữ và đàn ông, thì khi mà anh đọc cuốn sách này thì anh sẽ có thể lý giải được tại sao mà đối phương của mình có những cái biểu hiện như vậy, để mình có thể hiểu nhau hơn. Wow. Dạ, em gửi anh. Cảm ơn rất là nhiều. Chia sẻ thêm với em là anh rất là thích đọc sách. Dạ. Và anh rất được một vài cái giấy khen của thư viện, đó là bạn đọc ưu tú. Dạ. Bạn đọc ưu tú hả? Ừ. Nghệ sĩ của nghệ sĩ ưu tú, đọc sách cũng có đọc sách ưu tú nữa. Anh nghĩ sao về em ạ? Em một cô gái rất là dễ thương. Dạ em cũng vậy. Nãy giờ qua cách nói chuyện thì anh cũng thấy, cảm thấy em người rất là một cô gái là ít nói, sống nội tâm. Dạ. Nhưng mà theo cái giọng thì anh cũng thấy là rất biết là quan tâm người khác. Dạ. Thì em người có sở thích như thế nào? Em thì em thích xem phim, em thích ca hát, thích đi du lịch. Thì em rất thích đi du lịch nhưng mà em chưa có cơ hội được đi du lịch cùng bạn trai. Sở thích giống anh cũng rất là thích đi du lịch. Hiện tại thì cái công việc của anh thì cũng có điều kiện là thật là anh đi cũng nước Việt Nam thì cũng gần hết rồi. Tại anh đi rất là nhiều. Cái công việc là anh học bên, trước đây là học bên chuyên ngành lịch sử, nên là tất cả những di tích lịch sử gì là có cơ hội là đều đi hết. Đi rất nhiều, nhưng mà cũng giống như em là chưa bao giờ được đi du lịch với người yêu. Dạ. Thì em hy vọng là sau chương trình này, nếu mà hai anh và em có tên nhau thì anh có thể dẫn em theo, rồi giới thiệu những cái địa điểm lịch sử, những cái di tích gian lam hải cảnh của đất nước mình. Em cũng rất thích điều đó nhưng mà em chưa có cơ hội thôi. Vâng. Nếu mà
chúng ta đến với nhau á, thì có cơ hội thì anh cũng sẽ dẫn em đi những cái nơi, và tức là anh là người am hiểu, họ gọi là anh cũng trước khi đi một địa điểm nào đó thì anh đã tìm hiểu trước về cái thứ nhất là phong tục, thứ hai là lịch sử, thứ ba là những cái món ăn ở đó. Nên là nhiều khi là có thể là ra ngồi, anh chưa đi nơi đó nhưng mà anh đã biết ở đó có những gì. Em có một câu hỏi muốn hỏi anh là anh nghĩ sao về hạnh phúc của đối phương? Tức là mình cảm thấy như thế nào về đối, tức là làm cho người đối phương của mình hạnh phúc á. Anh thì cái quan tâm của anh thì nó rất là nhỏ, tức là anh không có nói ra những cái sự quan tâm, nhưng mà nhiều khi đối phương trao đổi với anh thì ví dụ như anh có thể lo lắng cho những cái việc rất là nhỏ, như là từ nhất là dắt xe hay là về nhà bạn nữ đi làm về, thì hôm nay làm mệt về thì anh cũng làm những cái thức ăn hay là những cái đồ uống gì đó cho đó. Tức là anh khó cái biểu lộ cái tình cảm ra bằng lời nói, nhưng mà anh thường là anh làm bằng hành động. Yeah. Em thì cũng vậy, em cũng không có thể hiện nhiều, cũng không có nói nhiều á. Thì em hy vọng là nếu mà anh và em quen nhau thì em muốn là anh chủ động hơn, chủ động để em có thể thể hiện được cái tình cảm của mình. Dạ. Dạ. Anh có câu hỏi gì dành cho em không ạ? Thì anh có câu hỏi là thì sắp tới đây thì anh cũng tốt nghiệp thạc sĩ, thì anh cũng đang có dự định là sẽ học lên. Thì nói chung là công việc ở cơ quan thì làm 12 tiếng thì làm từ, và cũng có ngày trực đêm thì nên là không biết là cái thời gian đó như vậy thì em có, tức là trực đêm thì cái công việc của anh thì em sẽ tôn trọng cái việc của anh làm, nhưng mà em muốn là anh có thời gian dành cho em một khoảng thời gian nào đó, gì trong tuần mình có một ngày hai ngày gì đó gặp nhau. Dạ. Là như vậy thì được, thì anh cũng, tại vì anh làm đúng giờ nên là anh cũng sắp xếp thời gian được. Dạ, anh nãy em không có nghe rõ là anh làm ở đâu á, với lại ở đâu á anh? Anh làm ở trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Là quận mấy à? Là ngay quận Bình Thạnh, dưới chân cầu Bình Lợi. Dạ. Em thì ở bên Bình Dương, thì không biết là anh có ngại đi từ Bình Thạnh qua bên Bình Dương để đón em đi chơi này kia không ạ? Hai Bình đó sát nhau đó em. Bình Dương là ở khúc nào? Em ở Dĩ An. Dĩ An, Dĩ An trước đây là anh cũng ở Dĩ An đi làm, nhưng mà sau là do là có em gái, em họ thì vô đại học thì anh phải chuyển vô trong thành phố. Bình Thạnh qua Bình Dương nhanh lắm, 15-20 phút là cùng à. 15-20 phút thôi. Dạ. Thì Bình Dương là em cũng hay đi qua, tại vì công việc của em là thường là đi công tác ở Bình Dương với Bình Phước. Ừ, biết là em hay đi qua rồi, nhưng mà ý cô gái hỏi là em có sẵn lòng để mà đi làm về rồi cái chạy lên Bình Dương thăm cổ hay không? Rồi dạ, những có ngày hẹn hò rồi có thể đi lên đó đón cổ đi chơi không? Dạ có. Ok. Rồi Bình Dương gần mà. Bình Dương, Bình Phước, ta Bình tới Bình Định ta còn ra tới nữa mà. Đi chơi lắm đó nha. Không thua gì đâu. Yeah. Rồi. Bây giờ em đó hai người thỏa thuận với nhau thử khoảng bao lâu thì mình đến với nhau được, nếu chúng ta hiểu nhau, hỏi coi. Dạ, anh nếu mà quen nhau thì bao lâu thì anh tính tới chuyện hôn nhân ạ? Thì tầm tối đa là 2 năm. Dạ. Tối đa là 2 năm. Dạ. Nếu mà tính 2 năm là em 28 tuổi. Dạ, tức là tối đa, anh đang nói là tối đa. Có thể là sớm hơn. Dạ. Tức là anh đang phải đi học cao hơn nữa đúng không? Là anh đang có dự định chứ hiện tại là anh gần tốt nghiệp thạc sĩ đúng không? Vậy nếu mà học cao lên nữa thì nếu mà lập gia đình thì có bị ảnh hưởng việc học của anh hay không, hay là anh muốn học xong rồi mới tính tới chuyện đó ạ? Không, anh từ việc học xong thạc sĩ thì anh cũng đang có cái dự định là trong cái khoảng thời, tại vì học nghiên cứu sinh thì nó cũng mất thời gian cũng 3-4 năm, thì trong cái thời gian đó thì mình có gia đình thì mình đi học vẫn bình thường thôi. Dạ. Thì nó vẫn công việc như mọi ngày thôi. Dạ. Bây giờ em tới đi lệnh. Dạ.
tới nắm tay Hải đi, tiến tới đó. Em xin phép anh, anh xin phép em. Dạ. Nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt Hải. Nãy giờ nói chuyện với em, anh thấy sao sao nè, thấy trong lòng nó sao, thấy tim mình có đập mạnh hay không, thấy Hải thế nào, nói hết cho Hải nghe đi. Nãy giờ thì nãy giờ nói chuyện với em thì anh cũng thấy em một người con gái gọi là rất phù hợp với anh. Dạ. Thì anh cũng mong là anh với em cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu, thì được thì mình tiến tới hôn nhân. Dạ. Còn Hải thấy sao? Thầy anh lạnh. Dạ nếu thì em cũng rất là sẵn lòng, vui lòng để cho mình cơ hội để làm quen với anh. Và em thấy thì những cái về tính cách là rất là phù hợp với em. Yeah. Dạ. Mày Hải hát hay đó. Hát một bài nào tặng cho Lịnh đi. Thì em sẽ gửi tới anh một bài hát và khán giả trong trường quay một bài hát Phải Chăng Em Đã Yêu. Không, nắm tay nhìn nhau hát. Không gian này của hai đứa lúc này là lúc cảm nhận về nhau, là thật gần với nhau đấy. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời mây. Quá xa mà anh dương lần hất lên ngàn có anh. Cuộc đời em vốn chỉ là đường thẳng mà thôi, mà sao tình cờ gặp anh em sẽ ngang qua đời. Vài người vội vã vội đến rồi đi, sao em không ngăn thêm được nghĩ suy. Từng đêm nhớ mong về người, biết anh còn chờ đợi. Chơi với bao đêm em thấy đủ rồi. Ngạn tia nắng anh nhìn lại, ánh lên màu mắt xanh ơi, khoe lên ngàn giấc mơ ngàn trong đời. Hay quá. Hay quá. Thì, nhân đây thì anh cũng hay làm thơ, nhưng mà hôm nay sao không có cầu hứng thành thơ, thì anh xin mượn tạm một câu thơ của nhà thơ Tố Hữu. Đó là: mà nói vậy trái tim anh đó rất chân thật, chưa chia ba phần tươi đỏ, anh dành riêng cho Đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu. Rồi, các bạn về vị trí đi. Bây giờ chúng ta đã trò chuyện trước khi cái rào mở ra. Chúng ta đã nói chuyện với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, trao đổi tất cả về những cái gì mà mình mong muốn rồi. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào nút bấm bên tay trái kìa Lịnh. Kiểm tra con tim mình một lần nữa xem. Đây có phải là một nửa mình đang đi tìm kiếm hay không? Phải nửa bánh ghép này có hợp với mình hay không? Chúng ta có rung động trước đối phương không? Và tương lai có phải đây là một nửa yêu thương của mình hay không? Suy nghĩ tất cả các bạn, kiểm tra lại xem. Tổng kết lại, bấm hay không là quyền của các bạn. Hãy lắng nghe con tim của mình và sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay đi. Hai bạn bấm rất là đều luôn. Bấm cùng với nhịp tim của hai đứa đó. Dễ thương lắm. Cố gắng làm sao tạo điều kiện có thời gian để nói chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn và yêu nhau nhiều hơn các bạn nhé. Lực phải dành nhiều thời gian hơn cho câu chuyện tình yêu em nha. Tuy nhiên là chị cũng biết là công việc của em, tương lai của em phải tốn rất là nhiều thời gian. Tuy nhiên là mình cần phải có một hậu phương vững chắc thì cái sự nghiệp của mình nó mới tốt hơn, phát triển nhiều hơn. Nên hãy dành thêm một chút thời gian cho tình yêu của mình. Lịnh là công việc là của nhà nước, thành ra nó rất là nó cứ thế, nó quay vòng cứ đều như thế, cứ đúng 2 giờ là tới cơ quan hay gì, rồi 5-6 giờ là về, thí dụ như thế, sắp xếp thì được. Nhân nghĩ rằng là với cô gái dễ thương này hát rất là ngọt ngào thế thì không thể bỏ qua được nha. Dạ vâng. Nào, một nụ hôn đầu tiên chứng minh ngày gặp mặt. Dạ, em xin phép hôn tráng. Hôn tráng là hôn con mình đó.
em xin phép hôn một cái hay là em xin phép hôn trán? Trên trán. À, hôn trên trán hả? Tại em còn ngại. Đi nào, hôn trên má. Thử á. Thử gì á. Kén ghê vậy đó.